Hi, xin chào các em, chào mừng các em trở lại kênh YouTube Toán Thầy Tín BMT. Chúng ta cùng tiếp nối cái series làm chủ bộ sách giáo khoa của chương trình mới. Chúng ta cùng đến với bộ Kết nối tri thức toán lớp 9. Thì thầy trò chúng ta cùng đến với bài số 2 là giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Thì bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cố gắng là giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng hai cách, đó là giải bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại số. Thì chúng ta sẽ cố gắng làm sao để chúng ta sẽ biết giải một cái hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng cả hai cách, và chúng ta có thể bấm máy tính Casio để giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Rồi chúng ta có cái bài toán mở đầu là một mảnh vườn được đánh thành nhiều luống, mỗi luống trồng cùng một số cây bắp cải. Hãy tính số cây bắp cải được trồng trên mảnh vườn đó. Nếu tăng thêm 8 luống ở những mũ, nhưng mỗi luống trồng ít đi 3 cây cải bắp thì số cải bắp của vườn sẽ ít hơn 108 cây. Nếu giảm đi 4 luống nhưng mỗi luống tăng thêm 2 cây thì số cải bắp cả vườn sẽ tăng lên 64 cây. Thì từ đó cái bài toán thực tế gợi mở, thì chúng ta sau khi chúng ta biết giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì những cái bài toán giải toán thực tế bằng cách đưa về hệ phương trình thì chúng ta sẽ xử lý được những cái bài toán mở đầu như thế này. Rồi chúng ta qua bài phần đầu tiên là giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế. Thì chúng ta làm quen với phương pháp thế này. Cho cái hệ phương trình x cộng y bằng 3 và phương trình thứ hai là 2x trừ 3y bằng 1. Giải hệ phương trình theo hướng dẫn sau. Từ phương trình thứ nhất biểu diễn y theo x rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình mới với ẩn x. Giải phương trình một ẩn đó để tìm ra giá trị của x. Sử dụng giá trị của x vừa tìm được để tìm giá trị của y rồi viết nghiệm của phương trình đã cho. Từ đó ta có là cách giải của phương pháp thế đó. Được chưa nào? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm theo từng bước của đề bài nhé. Chúng ta sẽ làm theo từng bước này. Đầu tiên là từ phương trình thứ nhất biểu diễn y theo x, thì từ phương trình 1 ta biểu diễn là từ 1 này. Thì có là từ 1 ta có y nó sẽ bằng 3 trừ x nhé. Rồi. Các em thế vào phương trình 2. Thì ta được là chỗ nào có x ta sẽ thay là bằng, chỗ nào có y ta sẽ thay bằng 3 trừ x nhé. Thế vào phương trình 2 ta được là 2 nhân với x này. Trừ cho 3. Y thì các em sẽ thay là 3 trừ x. Bằng 1. Vậy. Rồi tiếp tục chúng ta giải, thì đây bây giờ nó quay về cái phương trình bậc nhất. Thì chúng ta công việc của chúng ta là chỉ là giải phương trình bậc nhất nữa thôi là xong. Rồi. Vậy thì chúng ta nhân vào đi. Chỗ này 2x này. Trừ 3 nhân trừ x là thành 3x cộng 2x là thành 5x. 5x trừ cho 9 bằng 1. Vậy ta có là 5x bằng 10, x bằng 2. Rồi tiếp tục này. Mình tìm ra được x rồi nhé. Sử dụng giá trị x tìm được này. Để tìm giá trị y rồi viết nghiệm. Rồi. Suy ra x bằng 2 thì ta suy ra được là y nó sẽ bằng 3 trừ cho 2 này. 3 trừ 2 vậy ta có là y bằng 1. Vậy từ đó cái công việc mà là như thế này gọi là các bước làm để giải hệ phương trình bằng phương pháp thế đấy nha các em. Nó chính là các bước làm giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Vậy từ đó ta suy ra được cặp nghiệm x y chính là bằng 2, 1. Đấy. Rồi từ đó ta có cách giải này. Từ đó ta có cách giải. Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế. Bước 1. Từ một phương trình của hệ, có nghĩa là thay vì em rút phương trình 1, em có thể rút vào phương trình 2 cũng được nhé, tùy các em thôi. Từ một phương trình của hệ này, biểu diễn một ẩn theo ẩn kia, có nghĩa là em biểu diễn ẩn y theo ẩn x, hoặc em có thể làm ngược lại là biểu diễn ẩn x theo ẩn y nhé. Rồi biểu diễn một ẩn theo ẩn kia, rồi thế vào phương trình còn lại để được, thế vào phương trình còn lại của hệ này để được cái phương trình còn lại chỉ chứa một ẩn đó. Ví dụ sau khi thầy thế cái y bằng 3 trừ x thì nó quay về chỉ có ra một cái phương trình chỉ có một ẩn x thôi này. Thì chúng ta sẽ giải nó là giải phương trình bậc nhất một ẩn thôi. Cái này chúng ta đã học rồi. Rồi tiếp tục giải phương trên một ẩn vừa tìm được. Rồi ta tìm được, giả sử ta tìm được ẩn x thì ta thấy ta thay ngược lại ban đầu là tìm được cái ẩn thứ hai. Từ đó ta suy ra nghiệm của hệ đã cho. Thì cái phương pháp thế nó rất là đơn giản. Đó, chúng ta cứ làm theo đúng các bước là được. Chúng ta coi phần ví dụ nhé. Chúng ta coi ví dụ này. Giải hệ phương trình 2x trừ y bằng 3 và x cộng 2y bằng 4 bằng phương pháp thế. Thì ta có này, từ phương trình thứ nhất của hệ ta có, từ phương trình thứ nhất ta chuyển trừ y qua vế phải này, thì ta còn lại là 2x trừ 3 bằng y, thì ta viết là y bằng 2x trừ 3. Rồi ta thế vào phương trình thứ hai của hệ ta được. Rồi x ta giữ nguyên này, cộng cho 2, y thì ta thay chính là bằng 2x trừ 3. Rồi nó ra được cái phương trình này thì hay là nhân vào đi là 4x cộng x là thành 5x này, 2 nhân trừ 3 là trừ 6. Rồi từ đây ta suy ra được là chuyển cái trừ 6 qua là thành 5x bằng 10 thì x bằng 2. Rồi từ đó là có y nó sẽ bằng 2 nhân cho x trừ 3, chính là 2 nhân 2 trừ 3 bằng 1. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm 21. Đó thì sách Kết nối tri thức thì cái phần phương pháp thế thì thấy nó trình bày khá là ngắn gọn. Đó, các em cứ học sách nào thì các em nên trình bày theo cái mô típ của cái sách đấy nhé các em. Rồi. Luyện tập giải các hệ phương trình sau. Thầy giải trên này luôn nhé. Rồi, giải hệ phương trình sau bằng phương pháp thế. Câu A. Câu A là từ phương trình 1. Các em quy ước là 1 với 2 nhé, từ phương trình 1. Nếu không thì em có thể ký hiệu ở đây này. Thế, từ phương trình 1 ta có. Bây giờ thầy rút x. Bây giờ thầy sẽ rút ngược lại, thay vì thầy rút y bây giờ thầy rút x nhé. Bởi vì nếu em rút y thì nó sẽ ra được là x trừ 2 bằng 3y, thì x trừ 2 chia cho 3 bằng y thì nó sẽ ra dấu phân số thì nó hơi khó. Vậy thay vì như vậy chúng ta rút x nó dễ hơn. Vậy ta có x nó sẽ bằng 3y cộng 2. Đấy, chấm, chúng ta ghi là thế vào phương trình 2. Thế vào phương trình 2 của hệ ta được. Rồi thế vào phương trình 2 nè, là chỗ nào có x ta thay bằng y nhé. Vậy chỗ này trừ 2 này nhân với x thì chính là bằng 3y cộng 2. Rồi cộng 5y bằng 1. Rồi 2. Rồi ta giải phương trình này thôi. Chỗ này nhân vào đi là trừ 6y cộng y là trừ y. Chỗ này là trừ 4. Trừ 4 thì chuyển qua vế phải là thành cộng 4. Cộng 4 cộng cho 1 là bằng 5. Vậy ta suy ra y bằng trừ 5. Rồi, kết luận. Vậy nghiệm đã cho có hệ. Nghiệm của hệ đã cho chứ. Cái cặp số x, y là x nó sẽ từ đây suy ra y rồi. Chúng ta phải suy ra ngược lại x nhé, từ đó. Có y rồi thì x nó sẽ bằng là 3 nhân với y cộng 2, vậy là 3 nhân với trừ 5 cộng 2 là trừ 15 là trừ 13. Vậy ta có là trừ 13 trừ 5. Rồi, tiếp tục chúng ta có phương trình B. Rồi tiếp tục từ phương trình 1 của hệ ta có, chỗ này em rút y đi cho nó dễ nè. Vậy ta có là y nó sẽ bằng trừ 1 trừ 4x. Rồi ta thế vào phương trình 2. Chỗ này thế vào phương trình 2 của hệ ta được. Rồi phương trình 2 7x ta viết lại này, chỗ nào có y thì ta thay bằng trừ 1 trừ 4x nha. cộng 2 nhân với trừ 1 trừ 4x bằng trừ 3. Rồi giải cái phương trình này ra. Hay. Hoặc là em có thể xuống dòng cũng được nhé. Cái chỗ này em có thể xuống dòng như thế này nè. Nhóm mình giải phương trình bậc nhất đó. 7x chỗ này nhân vào là trừ 8x cộng 7x là ra trừ x này. Chỗ này nhân vào là trừ 2, chuyển qua với phải là cộng 2. Bằng cộng 2 trừ 3 là thành trừ 1. Rồi xuống dòng là x bằng 1. Rồi. Từ đó x bằng trừ 1 rồi thì từ đó ta có là y nó sẽ bằng là trừ 1 trừ cho 4 nhân với 1. Chỗ này là bằng trừ 5. Em có thể viết luôn trừ 5 nhé. Rồi. Vậy nghiệm của phương trình là cặp số xy nhé. 1 trừ 5. Rồi, vậy đúng rồi nha các em. Các em lưu ý nhé. Tùy theo hệ của phương trình này, ta có thể lựa chọn các biểu diễn x theo y hoặc y theo x nhé. Cái chỗ này nè, cái 1 là thầy biểu diễn x theo y nè, hệ 2 là thầy biểu diễn y theo x nè, tùy các em. Được chưa? Và tùy vào cái phương trình thì chúng ta sẽ sử dụng phương pháp thế sao cho nó dễ nhất và linh hoạt nhất nhé. Không nhất thiết và thay ẩn y bằng theo ẩn x đâu, em có thể biểu diễn ẩn x theo ẩn y cũng được. Rồi chúng ta đến với ví dụ 2, giải phương trình này bằng phương pháp thế. Thì ta có từ phương trình thứ nhất ta có người ta sẽ rút x này, x nó sẽ bằng là chuyển trừ y qua với phải là y trừ 2. Và thế vào phương trình 2 ta được 2, chỗ này còn chỗ nào có x thì em thay bằng y trừ 2 này. Rồi trừ 2 viết lại bằng 8, từ đó ta nhân vào là chỗ này 2y trừ 2y là bằng hết là người ta ghi 0y này, trừ 4 bằng 8. Được chưa nào? Vậy thì em có thể ghi là 0y bằng 12 cho nó dễ nhé. Chỗ này nếu mà em có thể ghi thêm dòng như thế này cho dễ hơn này, là 0y bằng 12. Đó, mà không nhân số nào đi chăng nữa thì bằng 0. Vậy không có cái số y nào thỏa mãn là 0 nhân với y bằng 12. Vậy thì mình ghi là do không có giá trị nào của y thỏa mãn hệ thức 1 nên hệ phương trình đã cho vô nghiệm. Nên hệ phương trình đã cho vô nghiệm. Đó. Tiếp tục. Luyện tập 2. Giải phương trình bằng phương pháp thế. Rồi tiếp tục chúng ta giải ở đây luôn đi. Ta có là từ phương trình thứ nhất là từ phương trình 1. Ta có chỗ này em sẽ rút y theo x đi. Y nó sẽ bằng 2x cộng 3. Rồi ta thế vào phương trình 2. Phương trình 2 quy ước nó nằm ở dưới nhé. Ta được. Chỗ này ta thế vào phương trình 2. Chỗ nào có y ta thay bằng 2x cộng 3 thôi. Này. Chúng ta nhân vào đi. Chỗ này là trừ 2 nhân với 2x, chỗ này 4x. Trừ 2 nhân 2x là bằng trừ 4x, 4x trừ 4x là hết rồi. Vậy chúng ta ghi là 0x nhé. Tiếp tục. Trừ 2 nhân với 3 là trừ 6, chuyển qua với phải là thành cộng 6. Cộng 6 trừ cho 3 là bằng 3. Đó, vậy nó quay tương tự với cái bài trên. Thì mình kết luận là do không có giá trị nào của x thỏa mãn là được rồi. Chỉ cần không có giá trị nào của hệ thức thỏa mãn, không có cái x thì suy ra nó không có cái nghiệm luôn. Được chưa nào? Rồi chúng ta ghi đây là 1, ghi đây là 1 la mã đi. Ta ghi là không có giá trị nào của x thỏa mãn hệ thức 1 la mã nên hệ đã cho vô nghiệm. Nên hệ đã cho vô nghiệm nha các em. Nên hệ đã cho vô nghiệm. Chỉ cần không có giá trị nào thỏa mãn x hoặc thỏa mãn y thì ta kết luận luôn là vô nghiệm, nó không cần biểu diễn x theo y nữa. Rồi tiếp tục cái ví dụ 3. Giải phương trình trừ x cộng y bằng trừ 2, 3x trừ y bằng 6 bằng phương pháp thế. Thì tiếp tục từ cái phương trình thứ nhất ta rút y theo x, chuyển trừ x qua với phải là y bằng x trừ 2. Thế vào phương trình thứ hai ta được 3x trừ cho 3, y thì thay bằng x trừ 2 bằng 6, thì ta rút gọn là thành 3x trừ 3x là bằng 0x này. Chỗ này là trừ 3 nhân trừ 2 là bằng 6, chuyển qua với phải thành trừ 6 là 6 trừ 6 là hết. Vậy nó quay về là 0x bằng 0. Thì 0x bằng 0 thì x bằng bao nhiêu đi chăng nữa cũng được. Thì ta thấy là mọi giá trị của x đều thỏa mãn cái 3 này. Thì ta nói là với giá trị tùy ý của x, giá trị tương ứng của y được tính bởi 2. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là x và x trừ 2 với x thuộc R tùy ý. Có nghĩa là nó sẽ có vô số nghiệm đấy nha các em. Đó, nó sẽ có vô số nghiệm dạng này. Với mỗi cái x thuộc R thì ta cho được một nghiệm. Vậy nó có vô số cái x thuộc R thì cái này gọi là vô số nghiệm. Vậy thì từ đó ta thấy là một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn thì nó sẽ có 3 trường hợp. Thứ nhất là nó sẽ có là cặp nghiệm này, được chưa? Nó có thể có cặp nghiệm, hoặc nó có cái trường hợp là vô nghiệm. Đó, còn cái trường hợp biểu diễn như thế này thì chính là vô số nghiệm đấy nhé. Đó, cái trường hợp đó là nó vô số nghiệm nhé. Đó. Rồi, tương tự chúng ta giải cái luyện tập 3 bằng phương pháp thế. Chúng ta giải luyện tập 3 bằng phương pháp thế thì chúng ta có là từ phương trình 1 hay là phương trình thứ nhất đó, ta có x nó sẽ bằng trừ 1 trừ 3y. Thế vào phương trình 2 ta có, ta được 3, chỗ nào có x ta thay bằng 1 trừ 3y bằng trừ 3 cộng 9y chứ, bằng trừ 3. Rồi 3 nhân trừ 3y bằng trừ 9y cộng 9y là bằng 0y rồi đấy. Chỗ này 3 nhân trừ 1 là trừ 3, chuyển qua với phải là cộng 3, rút gọn với số trừ 3 là bằng 0. Rồi ta ghi cái câu kết luận như thế này. Này hai là mã đi. Ta thấy mọi giá trị của y. Các em học sách nào thì cố gắng mình trình bày cái bài giải gần gần giống cái văn phong của sách đấy nhé các em, để tránh bị thầy cô trừ điểm trình bày đấy. Ta thấy là mọi giá trị của y đều thỏa mãn. Hai là mã. Rồi, vậy với giá trị của x, vậy là với giá trị tùy ý của x, vậy nè, với giá trị tùy ý của y chứ, của y nè, giá trị tương ứng của x là bằng trừ 1 trừ 3y. Đấy, vậy ta có hệ, vậy nghiệm của phương trình là chỗ này nó hơi hết giấy rồi, thầy viết luôn. Nghiệm của phương trình là trừ 1 trừ 3y và y nhé, với y thuộc r tùy ý. Đó, với y thuộc r tùy ý nhé các em. Rồi, bây giờ chúng ta tới bài vận dụng là xét cái bài toán ở tình huống mở đầu, gọi x là số luống trong vườn, y là số cây bắp cải. Rồi ta có điều kiện là x, y thuộc n sao, phải lập hệ phương trình hai ẩn x y, lập hệ phương trình hai ẩn x y. Rồi vậy ta có cái chỗ luyện tập 3 là nghiệm của nó chính là 1 trừ 3 y và y nhé, với y thuộc r tùy ý nhé. Rồi. Rồi thầy xóa nó đi. Rồi chúng ta hôm qua xử lý cái bài toán mở đầu là bài toán vận dụng 1. Chúng ta hôm qua bài vận dụng 1. Rồi ta gọi x là số luống rồi. Ví dụ này, thì giải thích nhiều bạn mà chưa hiểu. Ví dụ luống để trồng rau nó như thế này. Đó, nó chia thành từng luống như thế này. Và giả sử mỗi luống nó trồng 5 cây thì chẳng hạn. 1, 2, 3, 4, 5. Đó, mà nó có 3 luống như vậy. Thì mình chỉ cần là lấy. Các em lưu ý là đề bài nó cho là các luống là có số cây là bằng nhau đấy nhá. Đấy, vậy thì số cây thì chúng ta sẽ lấy là số cây mỗi luống nhân với số luống là ra. Được chưa? Vậy thì từ đó ta có công thức. Từ đó ta có cái công thức làm. Đầu tiên chúng ta sẽ ghi là số cây cải bắp của cả vườn là. Chúng ta có số cây cải bắp của cả vườn là. Số cây cải bắp thì ta có nó chính là x nhân với y nhé. Rồi ta có này, tăng lên 8 luống thì số luống này. Tăng lên 8 luống là số luống lúc này chính là bằng x cộng cho 8. Rồi số cây mỗi luống thì chính là bằng y trừ 3. Thì nó sẽ bằng 108 cây nhé. À, nó sẽ giảm đi 108 cây thì nó sẽ bằng cái gì đây? Nó sẽ bằng số cây này của cả vườn này trừ đi 108. Từ đó thầy nhân vào đi. Các em nhân vào là tí nữa nó tự động rút gọn này. Chỗ này là xy nè, cộng cho 8y nè, trừ cho 3x chứ, trừ cho 3x nè, cộng 8y nè, trừ 24 bằng xy trừ 108. Thấy không? Xy hai vế nó giống nhau thì ta rút gọn đi. Đó, cứ hai vế mà có giống nhau thì chúng ta có quyền rút gọn nha. Vậy ta có là trừ 3x nè, cộng 8y, nó sẽ bằng chỗ này là chuyển qua 24 trừ 108. Vậy nó sẽ bằng là trừ 84. Đây là phương trình thứ nhất nhé. Đây chính là phương trình thứ nhất. Thầy ký hiệu vào đây 1. Rồi tương tự mình ghi câu thứ hai. Rồi ta có, mình khai thác cái giả thiết thứ hai. Khai thác cái giả thiết thứ hai. Rồi, nếu giảm đi 4 luống nhưng mỗi luống trồng thêm 2 cây thì số bắp cải vườn tăng thêm 6 cây. Nếu giảm đi 4 luống, chúng ta có là nếu giảm đi 4 luống và mỗi luống tăng 2 cây cải bắp hay là bắp cải. Thì số cải bắp tăng lên 64 cây. Nên ta có phương trình. Rồi, ta có cái phương trình. Bây giờ ta có là giảm đi 4 luống thì số luống chính là x trừ cho 4. Rồi, mỗi luống tăng lên 2 cây thì y cộng 2 nó sẽ bằng số luống ban đầu này, số cây ban đầu này cộng 64, tăng lên 64 mà. Chúng ta tương tự nhân vào là xy này cộng 2x trừ 4y trừ 8 bằng xy cộng 64. Rồi vậy thì chúng ta có là 2x trừ 4y. Chỗ này xy hai vế rút gọn rồi nhé, chuyển qua 8 cộng 64 rồi ra 72. Rồi chỗ này em có thể rút gọn chia cả hai vế cho 2 đi cho nó gọn, là x trừ cho 2y bằng 36. Đây chính là phương trình số 2 nhé. Đây chính là phương trình số 2. Rồi từ 1 và 2 ta có hệ. Từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Đó là trừ 3x cộng 8y bằng trừ 84 và x trừ 2y bằng 36. Rồi bây giờ chúng ta sẽ rút từ phương trình 2 thì nó dễ hơn nhé. Ta có là từ phương trình 2 này ta có từ phương trình 2 ta rút x đi. Từ phương trình 2 thì ta rút x là bằng 2 cộng 36. Rồi thế vào phương trình 1. Ta được chỗ nào có x ta thay bằng 2 cộng 36 nhé. Chỗ này trừ 3x này cộng cho 8, x thì ta thay là bằng y cộng 2y cộng 36 cộng 8y bằng trừ 84. Vậy chỗ này thế vào là trừ 6y cộng 8y là bằng 2y này. Rồi trừ 3 nhân 36 chuyển qua vế phải là thành 108 trừ cho 84 là bằng 24. Vậy ta có y bằng 12. Rồi y bằng 12. Y bằng 12 thì ta có là từ đó x nó sẽ bằng 2 nhân 12 cộng cho 36 là bằng 60. Ủa, 2y rồi chúng ta tính lại đi nào. Trừ 3x cộng 8y cộng chỗ này là âm 36 nè. 2y cộng 36 chúng ta nhân lại nhé. Trừ 3 này nhân 36 bằng 108. Âm 108 chuyển qua vế phải là 108. 108 mà trừ cho 84 là bằng 24. Vậy ta có 2y bằng 24 và y bằng 12 đúng rồi. Y bằng 12. Suy ra x bằng 12 cộng cho 2 nhân 12 cộng 36. Vậy là x nó sẽ bằng 60. Vậy ta có tổng cộng là 60 nhân 12. Vậy là tổng cộng vườn sẽ có là 720 cây cải bắp nhé. Đó, vậy là thầy trò chúng ta đã đi xong cái tiết mục là giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế đó nha các em. Thì đây là cái tiết đầu tiên của bài số 2. Cái tiết thứ hai buổi tiếp theo thì chúng ta sẽ giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số nhé. Nếu các em thấy thích hãy cho thầy một like cũng như hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video học toán cùng thầy Tín, và đừng quên nhấn vào biểu tượng nút chuông để cập nhật những video mới nhất và đón xem những cái tiết tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.